Trang Quỳnh, tập 315, làm đẹp. Con mắm đi đâu mấy ngày nay chưa thấy về, mợ lo quá. Dạo này con nhỏ đó hư lắm, hay đi chơi lắm, mợ phải đánh nó mới được. Ừ thì đánh, con đi kiếm nó về cho mợ đánh. Ha ha, phe này mình sẽ được xem tuồng hũ mắm rơi lệ tưng bừng. Khúc cây này to, có gai nhọn, làm roi đánh đòn thì tuyệt vời, lượm về cho mợ đánh nhỏ mắm. Bấm ơi, về ăn đòn. Lượm, có thấy nhỏ mắm ở đâu không? Không thấy. Thơm, có thấy nhỏ mắm ở đâu không? Trong túi tôi nè, hễ mất con mắm là tới hỏi tôi, làm như tôi quản lý nhỏ vậy. Đồ con két, hỏi có tí mà nói ào ào như bão tới. Ống chè là cái chắc. Ngon, đứng lại đi. Ống chè, ha ha. Tìm khắp thế gian rồi nhưng không thấy ạ. Con ăn cơm trước đi, để dành phần cho nó, khi nào nó về thì có ăn. Quân tử không để dành cơm cho người khác. Sao con không để dành cho con mắm? Ngon quá, con lỡ trớn ăn sạch ạ. Đi nấu cơm khác cho nó. Trên nhão dưới khe, tứ bề nhão nhoẹt, đó là biệt tài nấu cơm của Quỳnh. Ông Quỳnh, ai vậy? Người đẹp ma róc hả? Tôi đâu có quen. Tôi nè, mắm nè. Ra đây tôi nói cho nghe. Tôi lỡ làm chuyện tào lao, không dám vào gặp mờ, ông tìm cách giúp tôi đi. Gọi là ông, xưng là tôi, không giúp. Anh Quỳnh giúp em đi. Ừ, giúp, nói đi em. Em nghe lời người ta đi làm đẹp nên ra nông nổi này, làm sao bây giờ? Được rồi, để anh Quỳnh giúp. Mợ ơi, con mắm về rồi nè. Đồ quỷ gian ác. Sao mà mặt mũi đen thui thế này? Còn bôi thuốc làm trắng da. Buồn, buồn chứ có phải là thuốc gì đâu. Đi rửa mặt sạch sẽ rồi nói chuyện tiếp. Trời trời trời, sao cái mũi sưng to mà đỏ lộn thế này? Người ta làm cho mũi con hết tẹt. Ha, lông mày như cái chổi chà. Xăm lông mày đó ông. Ai bày con làm trò này? Có bà kia đẹp lắm, bà nói có cách làm cho con gái đẹp hơn, da trắng hơn, mũi cao hơn, thân hình thon thả hơn. Ha, nói ra mới thấy ốm nhách à. Kể rõ cho mợ nghe. Bà ấy nói đưa cho bà 5 đồng, bà sẽ làm cho con đẹp hơn bà. Nghe vậy nên con mê. 5 đồng ở đâu con có tiền? Con đập heo đất chưa đủ nên con bán mớ sách của ông Quỳnh. Hả? Bán sách của tôi để đi làm đẹp? Rồi họ làm sao mà con ra nông nổi này? Con không nói đâu, mắc cỡ lắm. Hu hu. Chỉ chỗ của bà ta, tôi tới xem sao rồi xử. Quỳnh đi làm đẹp. Có treo bảng, ngon quá ta. Làm đẹp, không lấy tiền. Ôi, bà ta đẹp hơn Quỳnh. Dì ơi, dì có bảo đảm là sẽ làm cho con đẹp được không vậy? Cứ nhìn ta thì biết, ta đẹp như thế này là vì ta biết cách làm đẹp. Con gái gì mà xấu như bà lè thế này, vào đây ta làm đẹp cho. Đưa tiền trước đi. Trên bảng có ghi không đẹp không lấy tiền mà, làm ưng ý rồi mới trả. Cũng được. Vào phòng thon thả ở 3 ngày, sau đó làm tiếp. Đói quá dì ơi. Muốn đẹp thì phải kiêng ăn, nhịn đói mấy ngày thì rớt cái bụng liền ha. À, lý do con mắm vắng mặt mấy ngày là vì ở trong phòng này, bà bắt nhịn đói cho teo người lại, chết à. Dì ơi, con chỉ muốn đẹp cái mặt thôi, cái bụng to cũng đẹp vậy. Muốn vậy thì ra đây, ngồi yên đó. À, sao lại kẹp cái mũi con? Kẹp cho nó hết tẹt, cái mũi sẽ cao lên. À, đau quá. Vậy thì xăm lông mày. À, đau. Thôi con không xăm đâu, con chỉ cần làm trắng thôi. Chỉ làm trắng cũng phải trả 5 đồng mà. Cũng được. Ngồi yên để ta bôi bùn thuốc lên mặt, chỉ trong 10 ngày thì da sẽ trắng. Á, à, hồi quá. Không thèm đẹp hơn nữa, đẹp chừng này đủ sai rồi. Nhát gan thế mà đòi đi làm đẹp, kinh nghiệm phải lấy tiền trước rồi mới làm.
Hiểu rồi, bác nhịn đói cho ốm mà lại gọi làm cho thon người. Bôi bùn lên mặt để da khỏi bắt nắng. Da không có ánh nắng sẽ tái mét. Người ta cứ tưởng mình trắng, bịp bợm. Bà cũng đi làm đẹp nữa hả? Bà có tin rằng mình sẽ đẹp không? Tin chớ, cứ nhìn cái bà làm đẹp cho mình thì tin thôi. Bà ấy có tuổi mà còn đẹp như tiên vậy. Vái trời cho tôi đẹp bằng nửa bà ấy cũng đủ rồi. Cả làng đua nhau đi làm đẹp. Bà chủ tiệm làm đẹp lợi dụng sắc đẹp của mình để làm người ta tin. Mét chú Lù dẹp tiệm của bà. Trời, thím Lù cũng làm đẹp. Thím đi rửa mặt ngay đi, để buồn che kín da lâu ngày sẽ bị khô da đó. Nhưng mà thím sẽ trắng. Không có trắng đâu, da của thím sẽ bị lở loét, bị xanh mét vì không có ánh mặt trời đó. Kệ thím, không mắc mớ tới con. Ào, thím là thím của con không thể thấy thím bị hại mà không cứu. Trời đất ơi, hai con sâu rộm bù trên mắt, cái mũi cà chua đẹp ớn óc luôn. Chú phải dẹp cái tiệm làm đẹp đó ngay, kiểu các bà bị cùi hết à. Làm sao cho vợ tao trở lại nguyên hình, để bả như vậy người ta sẽ chê tao đẹp trai mà có vợ xấu. Vài bữa vết xăm sẽ phai, lông mày sẽ mọc lại, sức thuốc cho cái mũi xẹp xuống, không sao đâu chú ơi. Ai cho phép bà mở tiệm? Đợi chút sẽ biết ai cho phép. Giấy phép nè. Chết, hoàng phủ ký giấy phép. Về lại đi mày. Sao hoàng phủ lại cho phép bà làm chuyện kỳ cục như vậy? Dễ hiểu thôi, tại bà đẹp, gặp chú thì chú cũng cho phép liền hà. Còn lâu, Lu này tuy xí trai nhưng không bao giờ bị trúng mỹ nhân kế. Nói hay. Ủa, chú lính này làm gì mà nằm ở đây? Chú có bị sao không? Có sao đâu, tao đang ngủ mà. Sao lại ngủ ngoài đường? Tại đợi quan phủ, quan ở trong tiệm làm đẹp kìa. Quan làm gì trong đó? Quan làm đẹp hả? Quan dặn tao không được bếp xếp cho người khác nghe. Tao bếp xếp cho mày nhưng mày không được bếp xếp cho người khác à? Bà chủ tiệm là vợ bé của quan đó. Rõ rồi, quan ký giấy phép cho vợ bé kiếm tiền. Vậy là thua luôn, khỏi kiện cáo. Kiện chứ, con sẽ kiện lên triều đình. Ai quan lớn hơn, người đó thắng. Cho coi giấy tờ mới cho vào. Quan quá mà cũng làm khó, giấy tờ nè. Chuyện kỳ cục vậy đó, thầy tao lên trên đi ạ. À, để ta nói chuyện với quan bộ hình. Đừng đụng vào chuyện này ông à. Sao vậy? Ông quan phủ đó là em của lệnh bà. Dù mình có tàu lên thì chúa thượng cũng không dám làm gì đâu. Chúa thượng mà cũng sợ bà à? Ông thử có vợ đi rồi biết. Thôi, nghe nói vậy không dám cưới vợ đâu. Bởi nhát thế nên ế tới giờ này. Chỉ có cách là quan phủ dẹp tiệm đó. Ông nói thằng Quỳnh tìm cách làm cho quan phủ đích thần dẹp tiệm là được. Quan phủ ký giấy phép rồi bảo quan phủ rút lại, khó à. Để con tìm cách vậy, con về ạ. À, chị Thảo ơi, em có chuyện nhờ tới sắc đẹp của chị một tí, chị giúp em nhé. Định dùng mỹ nhân kế đánh ai vậy? Không đánh ai hết, chuyện là vậy, mình sẽ làm thế này. Vậy thì đi. Ngồi đây chờ bà quan phủ ra. Bả ra kìa, chuẩn bị diễn tuồng. Chị trả tiền cho em đi. Chưa có. Không có tiền mà bày đặt đi làm đẹp, mặt đẹp mà túi trống rỗng, hứ. Làm đẹp là sao? Lúc trước chị ấy xí quắc, nhờ mượn tiền của con đi làm đẹp nên mới được vậy đó. Làm đẹp ở đâu, làm thế nào? Dạ, bà chú tiệm làm người của con thon lại thế này, lúc trước con cũng vạm vỡ như bà vậy. Rồi bà ta xăm lông mày, làm cái mũi con cao lên thế này nè, rồi bà còn đắp buồn cho con trắng vậy nè. Dẫn ta tới đó đi. Bà cho bà ấy thêm tiền, bảo bà ấy kéo cái mũi thật cao. Bà không cho thêm tiền, bà ấy không làm hết mình đâu. Tiệm làm đẹp kìa. Bà vào phòng này ở 3 ngày cho người thon lại. Ta không có thời giờ, cứ làm mặt ta đẹp là được rồi. Cứ để vạm vỡ như thế này mấy ổng mới ngán. Xăm lông mày xong rồi, giờ tôi làm đẹp cho cái mũi. Cho thêm tiền nè, kéo cái mũi thật cao cho ta. Kéo cao hết sức đó. Ui da, bà ráng chịu đau để tôi kéo mũi cao lên.
Á, đau quá. Sao sưng to thế này? Đưa cái gương cho ta xem. Á, sao giống cái vòi vòi thế này? Tại cái mũi của bà nó làm sao ấy, chứ tôi kéo mũi người khác đâu có bị như vậy. Không biết, không làm cái mũi ta trở lại như cũ, người chết với ta. Thách bà đó làm gì được tôi? Dám thách bà, đợi đó. Ông Lưu, đóng cửa cái tiệm làm đẹp cho ta. Bẩm bà, quan phủ cấp phép cho tiệm đó, tôi không dẹp được. Ông chồng đâu? Cái mũi của bà. Ông đóng cửa ngay cái tiệm làm đẹp tào lao kia cho tôi. Tại nó mà cái mũi của tôi ra nông nổi này. Đâu có được, chuyện làm ăn của người ta đâu có quyền dẹp. Ông không có quyền thì ai có, đi dẹp đi. Chết rồi. Khỏi cần đi, để tôi xài lính tới dẹp. Đi dẹp cái tiệm đó cho ta. Chết rồi, chết rồi. Quang anh ơi, sao anh xài lính tới đóng cửa tiệm của em? Tới đây làm chi? Hả, sao lại xưng anh em ngột xớt vậy? Bẩm bà, quang cấm con bếp xếp, nhưng con phải bếp xếp cho bà khỏi thắc mắc. Bà ấy là vợ bé của quang nhà mình đó ạ. À, to gan. Về đóng cửa tiệm rồi đi khỏi đây ngay. Ở lại đây ta nhốt à. Chạy lại lên, chạy chậm là bị trời sập à. Ha ha. Nhỏ mắm đâu rồi ạ? Nằm trùm chăn kín mít trong nhà kìa. Vậy làm đẹp rồi sao không đi khoe xóm làng mà lại trùm chăn kín mít vậy? Mặt mũi thế này khoe với ai? Ha ha, y như chung vô diệm. Ông trời cho ai đẹp thì đẹp, bảo ai xấu thì xấu, không cãi được mệnh trời đâu. Hê, đi xa về có quà tặng ông bạn đây. Ồ, một con gấu con, dễ thương quá. Ông làm chuồng nuôi nó đi. Cảm ơn ông bạn nghe. Bạn bè tặng quà mà ơn nghĩa gì? Có điều là tôi đang kẹt tiền quá, cho tôi vay 10 đồng đi. Cũng được, tiền đây. Tưởng tốt lành lắm, ai dè hắn dùng con gấu để vay tiền mình. Gấu ăn gì vậy ông? Cho nó ăn cá. Nuôi nó ở đâu vậy ông? Dọn kho chứa đồ lặt vặt, đem nó vào đó. Tao đặt tên cho mày là cái, tao là râu, mày cái. Cá này ăn đi. Cá linh nhỏ xíu, dở lắm, không ăn. Vậy cho mày ăn cá gì? Cá chép ăn đã hơn. Hứt, gấu mà cũng kén ăn. Sao không ăn? Buồn, không ăn. Ông ơi, con cái nó buồn, không chịu ăn. Đúng rồi, nó sống một mình, buồn là phải. Tao mà sống một mình thì cũng buồn lắm. Mày lên núi bắt thêm một con gấu nữa về ở với nó. Trời đất, con làm sao bắt được gấu? Gấu mẹ đánh con chết. Đợi gấu mẹ đi đánh bại rồi vào bắt gấu con. Gấu chứ đâu phải là ông mà đi đánh bại. Không nói nhiều, không bắt được gấu tao đuổi cha mẹ mày đi khỏi đất của tao. Mình bắt chó còn chưa được mà ông biểu mình đi bắt gấu. Cốp. Cặp mắt để sau óc hay sao mà không thấy đường? Tao đang rầu rĩ không để ý tới thế gian. Rầu vì có nhiều tiền quá, không biết để đâu cho an toàn phải không? Đưa tao cắt cho. Đừng móc họng tao nữa, tìm cách giúp tao đi, chuyện là vậy. Tao biết trên núi có một cái hàng gấu, tao sẽ phụ mày bắt, đi. Sao người ta biết ở đó có gấu mà không tới bắt? Tại vì con gấu mẹ dữ lắm, không ai dám bắt. Vậy sao mày rủ tao bắt? Không dám đâu. Bắt cho mày không phải cho tao. Không dám bắt thì về, khỏe thôi. Đổi ý rồi, bắt. Không bắt thì cha mẹ tao bị lấy đất. May quá không có gấu mẹ ở nhà, vào đi. Trói nó lại. Binh. Nè, đừng có thấy tao nhỏ mà tưởng dễ ăn hiếp à. Nhà vô, hai không sợ một. Binh. Mẹ ơi, hai đứa này ăn hiếp con. Chạy, nó dữ thiệt. Nó đánh mình bầm dập mà nói mình ăn hiếp nó. Chấp nhận thua trận là anh hùng. Về. Không bắt được gấu làm sao bây giờ? Mày ra đình ngủ đợi tao. Khò. Dậy dậy. Á. À. Nộp cái quần cho tao nếu muốn sống. Nè, quần không có ăn được đâu đó. Con gái ơi, tới coi nè. Lại ông gấu, trả lại cái quần cho con đi. Tụi con gái mà tới thì chắc con tự sát quá.
trả quần nè, ha ha, thằng quỷ sứ. Dẫn tao về nộp, xem như mày bắt được con gấu. Ở đâu mà có bộ da gấu vậy? Tao mượn của ông Tàu bán da thú, ổng có nhờ vả chú lùa của tao nhiều nên nể tao, cho tao mượn. Nể mày ghê quá ha. Rồi không lẽ mày ở với con gấu kia suốt đời à? Tao có cách thoát. Ông ơi, con bắt được con gấu rồi nè. Giỏi, cho nó vào ở với con kia đi. Ê, lui ra, tao là con gái không được tới gần. Tao cũng là con gái mà, yên chí đi. Con gái gì mà xấu như gấu, mày đẹp dữ. Hít, tao nhớ mẹ tao quá. Tao sẽ giúp mày ra khỏi đây, đừng khóc nữa. Dốc tổ, thân mày còn chưa thoát được mà đòi cứu tao. Cá nè ăn đi, tao không ăn cá sống, chiên cá cho tao. Ngốc, ăn cá sống mới ngon, cá chiên mới ngon. Ông ơi, hai đứa nó chửi lộn nhau. Đánh nhau với tao đi. Bịch, sao lại đánh nhau? Nó nói nó chạy nhanh hơn tôi nói tôi chạy nhanh hơn nó, ông phân xử đi. Không xử thì tụi tôi đánh nhau tới chết à. Xử thế nào, tao đâu có biết. Cho tụi tôi ra sân chạy thi sẽ biết đứa nào chạy nhanh. Phải đó, ra sân đi. Chuẩn bị, chạy. Chạy theo tao ngang. Chạy đi, cốt. Chạy ra cổng. Ê, không được chạy ra đó. Lẹ đi. Rau, chạy theo bắt chúng lại. Làm sao bây giờ Quỳnh? Mày chịu khó để tao đánh một cái là xong chuyện. Chắc nó đánh con chết mất nè, cứu con. Tại ông thả tụi nó ra nên tụi nó đánh con. Tao đâu ngờ tụi nó rành mà như vậy. Thoát rồi đó, mày về với mẹ mày đi. Cảm ơn mày, hẹn gặp lại. Thôi đi, gặp mày để cho mẹ mày ăn thịt tao hả? Khỏi gặp lại. Đánh một phát cứu hai đứa, tao cứu mày khỏi đi bắt gấu nữa, đồng thời cứu con gấu kia để nó được về với mẹ.